Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2023. Mình nhớ rằng cái bài kinh Sangharava này mình học buổi này buổi thứ ba rồi nghe. Buổi thứ ba. Và chắc kiếm chuyện buổi này nữa là mình đóng bài kinh này lại chứ. Và cái vấn đề chúng ta đã đi ngang vô tới phần thứ ba đó là mình nói về những bài học từ kinh văn cái phần này nó có rất là nhiều vấn đề để bàn với nhau dường như cái phần a mình đã đi ngang qua giờ ôn lại một chút đó là chúng ta bàn về cái vấn đề rất là quan trọng của xã hội cũng như của tôn giáo đó là những cái kiến chấp trói chặt chúng ta lại. Một là học thuyết, hai là tín ngưỡng. Thế là cái phần B của vấn đề cũng là một vấn đề rất là cần để chúng ta nhận diện. Nha. Đó là cái con đường thật chứng. Đây là một vấn đề Thực ra thì hàng phàm phu chúng ta không có thăm dò như vậy. Thế nhưng mà nhiều bản kinh văn Thế Tôn kể lại cái quá trình tu chứng của Ngài Mình đương vào những điều này Để mình thấy rằng là cái sức tu của chúng ta Nguyện lực của chúng ta Và ý chí thoát trần chúng ta dường như nó rất mong manh đây là một vấn đề khá lớn và nó nằm rất nhiều trong dòng kinh văn Nikaya kể cả kinh văn đại thừa hai vấn đề này nó đủ cho chúng ta bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược chưa chắc đã hết thế nhưng chẳng lẽ mình đi vô cái vấn đề đó hoài bây giờ mình đi vô vấn đề thứ ba đó là cái chúng ta có thể bước thời giới như lai nha kể bước bước nào nên bước ấy <laughs> không nhiều cũng ít nha <laughs> và nguyên tắc đời sống là con thì bước theo cha và đệ tử thì phải học theo thầy ít hay nhiều chi thì cũng thấm tháng trung đỉnh gọi là hương vị của đạo giải thoát thế cho nên những vấn đề này là vấn đề thực tiễn mình đi vô để nhận diện coi là chúng ta có thể bước được mấy bước bắt trước được cái gì Bước đầu tiên rất là tự nhiên đó là sau khi đã học học hiểu Phật pháp Thưa đại chúng đây là những vấn đề nó đủ rộng ta có thể nhìn để bắt chước nghe và hãy nhìn về quá khứ có những thời có những người Tiếp từ ở đây mình gọi để cho đại chúng suy nghiệm về vấn đề nghe có những thời có khi nó không phải là hoàn cảnh hoàng kim gì để tu tập và cũng có những con người không phải sinh ra trong cái điều kiện cung vua cháu chúa gì cả thế nhưng mà dường như họ có cái chủ nhân sâu dày hay sao thế cho nên một phen họ đến với công trình tu họ dân hiến trọn vẹn cuộc đời họ cho công trình tu tập mình gọi điều này để rồi chúng ta nhìn lại tự thân của tất cả người tu chúng ta nghe điều thứ nhất đó là trong hoàn cảnh nghịch điều thứ hai là một thân thể có hai điều điều thứ nhất mình đừng nghĩ rằng là trong hoàn cảnh nghịch không có người đặc thù kỳ lạ tu tập một cách chân thành điều thứ hai mình cũng đừng nghĩ rằng có những người lục căn không hoàn cụ và thân thể họ không có đủ đầy những cái điều kiện tốt lành để tu tập mà họ lại bị lui sụp trong cái công phu tu tập rất nhiều nghe một trong những người kỳ lạ và làm tổ của Tịnh tông khai triển cái dòng tu tỉnh tông hiện tại từ trung hoa thưa các vị là ngài huệ diễn các vị biết rằng là khi xuất gia với ngài phật đồ trừng là cả đại chúng người ta dí quanh người ta cười ông tại vì ông rất là, là là thấp thỏi đen điêu không đủ kích thước của một người trường phu nhân để tu tập. Nhưng mà kỳ lạ thay, nói những con người như vậy, thì cái sức mạnh của nội lực, cái ý nguyện họ nó tiềm phục nó vươn lên rất mạnh nghe. Và các vị nhìn vào những cái điều kiện thiếu thốn của bao người xung quanh thì các vị nhìn lại mình để các vị thấy rằng là nếu chúng ta làm ăn không có đàng hoàng, thua những người thiếu điều kiện thứ nhất là không có trong cái hoàn cảnh tốt lành để tu thứ hai sức khỏe không đủ đầy thì các vị nên nhận diện rằng là chúng ta ốm yếu về mặt tinh thần ốm yếu về mặt bản hoài tu tập gọi ra đó là điều thứ nhất có những thân thể không hoàn thiện tật bệnh ốm đau mình không nhớ vị thiền sư nào này đọc trong lâm nhân lục một hơn được ừ quan phủ huyện người ta mời về chủ trì một cái tự viện rất lớn ngày đầu tiên lên niêm hương bạch phật với khai đàn hoàng pháp tức là nói theo cái ngôn ngữ bây giờ chúng ta là ngày đầu tiên đón nhận cái giấy bổ nhiệm trụ trì đi làm trụ trì cái chùa mới nói vậy dễ hiểu nghe trụ trì ngày xưa thì bổ nhiệm thì không cần giấy tờ không cần quan chức gì tiễn đưa cũng không cần phải lót đường để được có giấy bổ nhiệm gì cả quan chức cung kính mời và đêm hương bạch phật xong mới vừa leo lên pháp tòa trúng gió Cả cái đuổi mà méo không bên <laughs> đi không được tai biến ông nằm như vậy 13 năm cho tới một hơn Ông kêu thì dạ ông nói ta nghĩ rằng là ta đã làm khổ ông 13 năm rồi hôm nay ta tha cho ông ta không làm khổ nữa. Ông hãy đỡ ta dậy, tắm rửa cho ta, mặc áo đắp y cho ta. Và vòng ta đặt lên pháp tòa để ta nói lời tạ ơn đại chúng rồi ta đi. Thế thì câu đầu tiên, ông lên pháp tòa, ông cảm ơn, không phải cảm ơn đại chúng mà cảm ơn cái bệnh đến với ông. <laughs> các vị nghe hơi ngược nhưng mà đó là đúng nha đầu tiên trước mặt các vị hộ pháp thiện thần trước mặt lịch đại tổ sư và trước mặt đức thế tôn con rất cảm ơn cái bệnh đến như con nếu không có cái bệnh xảy ra 13 năm nay con trôi nổi chắc gì con thành đạt được sự nghiệp giác ngộ và dù rằng con đã hiểu biết đạo con biết được đường tu thế nhưng mà nếu con làm trụ trì ở chùa này chắc chắn rằng là thì giờ nó chia sẻ bao nhiêu việc cho nên con sẽ không có trọn vẹn sống mới đạo thế cho nên đầu tiên trước mặt đại chúng con xin cảm ơn cái bệnh của con trước tại cái bệnh này giúp cho con thành tựu sự nghiệp tu sau đó cảm ơn thị giả cảm ơn đại chúng cảm ơn hộ pháp tiền thần đã thương con và hôm nay thì tôi xin giả từ đại chúng thế rồi nhắm mắt im lặng như thế vào tiếng bạn ngon lành nhiều gương lành nghe cho nên thưa các vị là một thân thể không hoàn thiện trong một hoàn cảnh khá khó khăn không thể xoay trở trường hợp của vị thiền sư đó rất nhiều những giai đoạn lịch sử đầy những sự khó khăn của xã hội đặt ra thậm chí có những vị thiền sư các vị có thể hình dung rằng là hoàng đế tặng cho y màu đỏ mũ miệng cũng như các vị hòa thượng chúng ta bây giờ sử dụng đó tức là ngày xưa được tặng hồng y mình bác quá lắm nghe ông từ chối ông nói sở dĩ hoàng đế kính trọng tôi là do vì tôi thanh đạm giữ nề nếp của một thiền tăng ăn uống đạm bạc, mặc áo vải gai, đi dài cỏ. Bây giờ hoàng đế tặng cái món này, vô hình trung hoàng đế phá quỷ thanh quy của nhà chùa làm cho cái niềm kính trọng chư tăng đối tu biến mất. Cho nên trả không nè, không nhận. Thưa đại chúng rằng là vua chúa ngày xưa không đơn giản bắt nhận y, không nhận, có tội. Thế rồi gông cổ đem về giam. Ba lần không nhận thì khi quân mà lừa dối vua cho nên ông cổ đem về có tội gì đâu chứ có tội là cứng đầu không nhận ân sủng hoàng, hoàng đế thôi và pháp ti hình ngục thấy ông ốm yếu nói này người ốm yếu như ngài nếu ngài nói ngài có bệnh thì chúng tôi không có ta khảo không đánh đòn còn không thì ngài phải ăn đòn bị tra tấn nó nói, không già này thấy ốm thấy ốm vậy nhưng mà không bệnh đánh đi <laughs> Thưa các vị đánh vào một trận Cũng có tội gì đâu Và thế rồi đẩy đi Đài xuống miền Nam Của Trung Hoa Người đó là ngài Đạo gia Phù Dung Đạo gia Thiền Sư Và ông già nó tức cười lắm Và những cái tên Phu nó đài ông ta đi Lúc ông ta còn là trưởng lão Thì nó cung cung kính kính rất bực nó có trách nhiệm là phải dẫn đi tại vì đường xa rất là xa xôi ông già này 80 tuổi rồi thế đi nửa đường bạn nhau nó nói cái ông già này hồi xưa là trưởng lão của chùa ta mình kính động mình khiến đi bây giờ ông là tội đồ của chính phủ rồi mắc gì đâu khiêng bỏ ngang đây thôi tại ngày ngài phụ dung ngài cười nó các ông nói đúng đó nhưng mà tội nghiệp các ông đưa ta đến gần này đoạn đường Ta không biết làm gì ta ơn Thôi trong lưng ta có mớ tiền đây ta tặng các ông Các ông mang về Làm công quả lại cho chùa Và mất cả năm 7 năm Hoàng đế mới cho thu hồi lại Tức là lỗ y nha Lỗ y mắt bắt mạch áo của người tục gia Tức là người cư sĩ thôi Thế rồi tới trường hoàng đế xá tội Cho về trụ trì lại cái chùa gặp mấy cái ông uh, gọi là công quản ngày xưa đã từng bỏ nửa đường đó mà ông rất ngày ngần gặp hòa thượng ông nói không sao chuyện nó phải vậy mà các ông đừng ngại cứ ở lại với ta thưa các vị nhiều có chuyện vui mà mình kể như vậy nhưng để quy kết lại rằng có những thời đầy khó khăn có những con người không có hoàn thiện về cấu trúc cơ thể khỏe mạnh và có một cái tướng của trưởng phu gì cả thế nhưng họ hiểu phật pháp họ thấm nhuần giáo lý và nhất là có lẽ cái chủng nhân họ sâu dày do vậy cho nên họ theo vết chân của lịch đại tổ sư theo vết chân của phật một cách rất ư là trung kiên đây là điều thứ nhất mình ghi ra đây để cho các vị biết rằng là khi đã học hiểu phật pháp nó hàm hai ý nghe Ý thứ nhất thực học thứ hai rất quan trọng là thực tâm cầu giải thoát nữa cái điều đơn giản để nhận ra là thế này người ta học để có miếng cơm manh áo để có công ăn việc làm để có chỗ nơi ổn định để khoe mẽ với thiên hạ để kiêu ngạo để tự hào trình độ trí thức nọ trí thức kia đây là cái học nhân gian nha cái học phật pháp thực học nó không hàm nghĩa như vậy nó loại trừ tất cả điều mình kể đó này bằng cấp này học hàm học vị vân vân thưa các vị điều đó dường như, như nó là phó sản nó đến cũng được mà không đến thì cũng không quan trọng chỉ đâu người thực học trong đạo hàm nghĩa rằng là họ nghiền ngẫm từng câu kinh học một câu về ngũ ứng vô thường họ thấm nhuận được ngũ ứng vô thường học một câu về bản chất của hình hài này vốn vô ngã họ làm được việc rằng là quán chiếu bản chất họ vô ngã chẳng những học hiểu quán chiếu được mà còn sống được với cái nhìn là bản chất ta vốn là vô ngã cho nên ngay điều căn bản về công phu học hành này họ đã bỏ đi được thiền nhẫn bất an bỏ đi được những tham muốn lợi danh do vậy cho nên thiền sư ban hỏi cái áo có gì quan trọng đâu nhưng khước từ là khước từ đây là điều đầu tiên ta nhìn ra cái thực học nó khác với chúng ta giờ nghe đôi khi chúng ta giờ học vì lý do đối phó là một kiếm một mảnh bằng với người ta để có một cái giấy bổ nhiệm trụ trì cho nó hợp pháp và hai vân vân rất nhiều vấn đề Điều này mình không cần bàn luận làm chi Nhưng mà hãy nhìn người siêu học Phật Và nhìn lại ta thì chúng ta thấy có khi mắc cỡ nghe Nghiền từng câu kinh Học để làm thành Hành trang cho mình Tư lương cho mình để nuôi dẫn mình Chứ không phải là học vì cái gì Không phải học vì đối phó Không phải vì muốn khoe mẽ gì cả Đây là điều đầu tiên thực học Nó là như vậy Đi kèm với thực học nó không phải là cái chuyện học thuộc lòng không Mà nó còn cái phần này nghe Thực tâm cầu giải thoát Mơ ước rằng với câu kinh này Với pháp môn hành trì này Ta có thể đoạn được phiền não khổ ưu Ngay hiện đời này sống an lạc Không bị buồn vui hận dẫn bất an Xâm diễu Không bị Thói đời Mời gọi không bị những dạng tâm hành nó luôn hướng ngoại vận động để mong muốn thụ hưởng những cái điều kiện vật chất lợi danh vân vân thưa các vị. Do vậy cho nên thực tâm cầu giải thoát thì tự nhiên cái năng lực học Phật của chúng ta nó càng ngày càng thâm sâu và càng ngày càng thâm sâu thì cái khả năng bỏ phiền não tự nhiên nó rơi xuống. Do vậy hai điều này nó hợp lại nó làm thành cái sự đã học hiểu Phật pháp của đời sống chúng ta. Còn nếu mình chưa vô điều này thưa các vị, có thể mình liệt kê ra học cả trăm bộ kinh, học với một ngàn vị tiến sĩ. Thế nhưng chừng như mình chưa thấm Phật Pháp nghe Chừng nào Phật Pháp trở thành hơi thở của ta, sự tu tập cũng trở thành hơi thở vào ra của ta thì mới gọi là người thực học từ nền tảng thực tâm cầu giải thoát. Còn không thì ta chưa xây dựng được cái nền tảng nó đủ vững để làm thành cái chất học Phật Pháp trong ta. Đây là điều đầu tiên. Học hiểu Phật Pháp, nó đòi hỏi yếu tố như vậy. Thế nên từ cái nền tảng này, từ thực tâm tu và học hiểu Phật Pháp này, nó có hai con đường mà chúng ta cần nhận diện nha. Một con đường nó là may mắn. Con đường thứ hai là rủi ro. Thế nào là may mắn, thế nào là rủi ro. <laughs> đây là những vấn đề khá tinh tế này một người không hiểu phật pháp một người có năng lực tu cộng với một tấm lòng đầy chân thành trong công trình tu tập thế nhưng mà may mắn nhìn ở bệnh viện đời thường đó là làm chú trì một cơ sở lớn có chức có quyền và được ngàn vạn người cung kính thưa các vị nhìn ở cái mặt phước điền hữu lậu thì đây là một loại may mắn này có danh phận, có địa vị, giàu sang, quý phái ở trong điện Phật Ngọc Cung Vàng được vạn người kính lễ. Thế nhưng một phần nào đó tức là ta có cái nhìn về phước điền nhân gian. Thứ hai, tuệ giải thoát. Cái may mắn của danh của lợi, may mắn của vật chất, may mắn của điện ngọc cung vàng mang ở trong biệt phủ thưa các vị cái đó là may mắn của phước điền nhân gian có thể đó là niềm ước mơ của những người họ hướng cái tâm về con đường hưởng thụ thế nhưng mà đây là điều rủi ro nghe cho nên trong cái mai này nó là một sự rủi ro lớn này thế là cái người rủi ro không được danh phận lớn không được ngàn vạn người lễ lại kính trọng và cũng chẳng được điều kiện vật chất tối ưu đây là chúng ta nhìn bằng cái nhìn con mắt đời thường thì đúng là phước điền không nhiều cho nên rất rủi ro thế nhưng mà cái rủi ro này nó là chia ra hai nẻo một nẻo thứ nhất là thật sự rủi Cái thứ hai thưa các vị đây là một loại rất may mắn nhìn bằng cái nhìn của người tu chúng ta tìm cầu cái con đường tu tập thành đạt trí tuệ nha. Do vì không có điều kiện hưởng thụ vật chất, không có điều kiện được người cung kính cúng dường, không có điều kiện ở trong nhà sang cửa đẹp, không có điều kiện để khoe mẽ sự thành công thành danh của mình cho nên con người này cộng với một cái nền văn học vô cùng vững cộng với năng lực tu rất tinh chuyên thì thưa các vị đây là một nền tảng vô cùng may mắn cho nên cái may mắn này nó lại giúp con người không thành đạt về phước điền nhân gian đây lại đạt đến tuệ giải thoát trong khi đó người may mắn có lợi có danh may mắn có địa vị sang giàu may mắn hưởng thụ đời sống vinh sang như một hoàng đế thì nó lại đi vào cái con đường rủi ro đó là giảm đi năng lực Tội giải thoát thứ hai cũng có thể xảy ra đó là trong cái sự may mắn của đời sống hưởng thụ hướng ngoại như vậy nó lại đưa đến cái rủi ro của cuối đời và thưa đại chúng rằng là cá vị hòa thượng của chúng ta trong quá khứ mấy ông cụ sống trên năm tuổi ở ừ, huế với... các vị lắng nghe các mấy ông già đã ăn uống vô cùng thanh đạm nha Thứ hai, dường như đời sống của khước từ mọi cái lợi danh của thế trần. Cho nên hai điều này chúng ta nhận diện để cân nhắc. Mà nếu mình thực sự học hiểu Phật Pháp rồi, thì cái chuyện nó xảy ra đó là cho dù các vị có được may mắn ở trong cung vàng địa ngọc, may mắn được ngàn vạn người lễ lại, nhưng mà không vì những lý do ấy làm vấy bẩn đời sống tu không vì những lý do giàu sang không vì những lý do có danh lớn mà các vị lui sụt hoặc giảm đi cái năng lực năng lực tuệ giải thoát giảm đi đạo hạnh của các vị điều thứ hai là cái nền tảng học phật hiểu vững vàng sâu chắc rồi thưa các vị cho dù các vị có rủi ro về hình dạng bên ngoài tức là về cái phước điền hưởng thụ không bằng ai dường như mình thui thủi dường như mình rất ư là nghèo đói thế nhưng mà cái nền tảng Phật học vững vàng rồi thì họ lại sống một đời sống như một vị thiên đế rất hỷ lạc với đời sống tu tập an bần thủ đạo đây là điều thứ nhất mình nói về sau khi học hiểu Phật Pháp người ta sẽ mở ra cho mình một lối đi như vậy điều này nó tạo thành cái khí chất của một người tu vô cùng là tuyệt vời nghe như mảnh băng trong veo sáng và như viên kim cương không bị ô uế và họ đầy ngạo khí của một thiền tăng hay là đầy ngạo khí của một vị tăng là giới hạnh trang nghiêm đời sống tịnh lạc nếu học hiểu Phật pháp thì người ta đạt đến điều này nghe không lăn xăng chạy vài eo ngược xuôi kiếm cái lợi cái danh không chạy theo ba cái bằng cấp giỏm của thiên hạ ban cho cũng chẳng cần ở chùa cao Phật lớn chẳng cần ngàn người lễ lại biết đến tên chẳng cần ai tôn vinh ta là ông nọ ông kia gì cả tự ta biết lấy ta cho nên điều thứ nhất cái niềm tàm quý nó có mặt không chạy theo lợi danh điều thứ hai cái điều tuyệt vời nữa là thưa các vị với người này vừa tàm quý mà vừa vô quý không biết sợ gì hết không sợ nghèo không sợ đói không sợ người ta không cung kính cúng dường không sợ người ta không tung hô mình vân vân ba cái chuyện giải đáp đó dường như nó rất cũng hết thực ra thì nói điều này nó liên hệ tới lớp học chúng ta nghe cái lớp nikaya này đâu có cấp văn bằng học vị gì cho ai đâu học năm mười bộ kinh ra chẳng kiếm được cái việc làm ra một xuống nhớt rồi đâu nghe <laughs> thế là điều thứ hai mình chia sẻ với nhau điều kế tiếp có hai điều nữa đây. Điều thứ nhất, mình chia ra để cho các vị nhận diện. Đó là nếu người Phật tử thuần kính tam bảo. Và trong cái mục này thì chúng ta kèm thêm một vấn đề nữa là nếu là người xuất gia chân chính. Thì thưa các vị, Người này bước theo vết như lai vô cùng đơn giản nha Tại vì nếu là Phật tử thuần kính tam bảo Thì điều đầu tiên họ đến với đạo, đến với công trình tu Tất cả những cái thứ vương biểu như là Để kiếm ăn không phải là cái chuyện của họ Kiếm ăn ở đời đã đủ rồi Cho nên đến với đạo là do vì lòng trí thành hướng về Phật Pháp Mong muốn đoạn khổ Cảm thấy cái chuỗi đời dường như là nó vô cùng vô vị Sống đi cài chết bỏ kiếm tiền xài tiền lấy quay ngần dục lạc đó rồi nó vơi nó nhẹ đi rồi lại tìm kiếm dục lạc giống như người ta kiếm tiền để xài tiền rồi hết tiền mà lại, lại kiếm tiền để xài tiền dường như cuộc đời nó quanh gần đó nếu có bị nhìn gọn lại hơn nữa thì cái chuyện này nó cũng như vậy nha đời sống có gì đâu mà lý thú đáng chán lắm ví dụ như kiếm một cái món cho ngon bỏ vào bụng ngon qua đây hết rồi sau đó phải tìm cách cho nó đi ra bằng nó không đi ra thì cũng đổ nở cho nên đời sống hạnh phúc được gọi là đi vào đi ra một cách điều đặn hạnh phúc thế thì hạnh phúc này nó vô cùng là nhạt nhẽo nó đáng chán vô cùng đời sống là tìm mọi cách để có tiền rồi để xài tiền nhiêu ra hết cho nên nếu người phật tử hiểu đạo họ đến cái công trình tu không vì bất cứ cái gì cả vì một việc học giáo lý đạo Phật, Nhưng gỗ thân tâm, gột sạch phiền não khổ yêu ngay hiện đời này. Nếu mà bị pháp lạc, đây là người Phật tử thuần kính tam bảo, chí tình với công trình tu tập. Thế là mình là người xuất gia. Thế các vị, điều thứ nhất là người xuất gia chân chính thì cao hơn cư sĩ một tầng nha. Rủ quả hết mà họ cái nhân viên thế trần hàm nghĩa rằng này ân ái nhân gian này của tiền trần thế này lợi này danh này đua đòi vân vân thưa các vị tất cả điều đó đều rất sạch do vậy cho nên họ cao hơn một tầng về nhân cách đây là mình nói nhân cách đời thường điều thứ hai cao hơn là gì điều thứ hai cao hơn là bản nguyện họ bước vào đời sống tu rồi thưa các vị cái bản hoài của người tu không phải là chỉ cái chuyện là cầu vượt thoát khổ đau của trần thế bình thường mà ta đặt niềm mơ ước của mình ở trời cao kia tức là thành đàn được hiệu quả an lạc tối thiểu thì chúng ta cũng cắt đứt được phiền não cắt đứt được nghiệp thức lôi ta trong cái cõi u minh do vậy cho nên Thưa các vị, bước vào con đường xuất gia rồi họ đã có được hai đặc tính này. Thứ nhất là đạo đức của họ, nhân cách của họ, đời sống của họ, văn hóa họ, tầm tư duy của họ nó cao hơn đời sống nhân gian một bậc. Nó phải như vậy thôi. Tại vì các vị nghiễm dương bước vào chùa tu rồi các vị là thầy chứ có phải ai gọi các vị là cái anh gì khác đâu. Thầy ở tầng cao nghe, không phải là bạn. Và mình đừng làm lẫn rằng là mình làm là người tu là bạn với người không là người tu trên nguyên tắc là thầy thiên hạ chứ không thể kết bạn với ai thầy thì thưa các vị nó có một cái điều đặc thù là biểu tượng và đạo đức cái trình văn hóa phải cao hơn người ta cái đầu cái nhân cách các vị phải thanh sạch phải đẹp đẽ phải đủ cao quý để làm niềm cảm hứng như người ta hướng về do vậy cho nên cao hơn một tầng về nhân cách về trình độ học hiểu, về năng lực trí tuệ, về phước điền vân vân, đành rằng là nghèo không có một cái đồng xu nào dính túi nhưng vẫn là người cao quý giữa nhân dân này. Đây là điều thứ nhất, cao hơn một tầng này. Điều thứ hai, bản nguyện. Thưa các vị, người tu nếu các vị có bản nguyện sâu dày đối tam bảo được bồi bổ từ cái nền tảng của tập khí trong quá khứ luyện mình vào đời sống tu may mắn được học Phật pháp thì thưa các vị cái chuyện dễ xảy ra vô cùng là ta bắt trước gương lành của các bậc thánh của các bậc thầy của các vị thiền sư các tổ sư và nếu dương mai học kinh văn đức phật thì ta bước theo chuyện này không phải là điều gì khó khăn đâu nghe cái nền chúng ta đã có từ bản nguyện này điều thứ ba người tu chân chính thì có cái khả năng lập hạnh nó rất tự nhiên nó phát sinh từ lúc mới vào chùa và càng lớn càng già bạn chỉ có thể vuông cái năng lực lập hạnh tu khi bạn nằm trong hòm bình yên người ta đóng nắp lại thôi chứ còn bạn còn thở vào thở ra còn mang pháp y như lai thì hạnh tu thưa các vị chưa hề dừng lại bao giờ luôn bước tới luôn thành tựu và nên nhớ một điều nhân gian nó định nghĩa rằng sự thành công nó không phải là dấu chấm không phải ngang đây hết mà sự thành công đơn giản chỉ là dấu phẩy thôi còn viết tiếp trang sách còn dài như phim dài nhiều tập không có chuyện dừng lại bao giờ cũng như vậy nghe đối với người tu thưa các vị công trình lập hạnh này thưa đại chúng rằng chưa bao giờ được quyền dừng lại các vị biết rằng là ta là người sống giữa nhân gian Tập khí ta thì nó rất dày Ta chứa gì trong tiềm thức ta ta không hề biết đâu Cho nên những cái vụn về vừa xảy ra hôm nay Thì ta nhớ rằng Nhủ lòng rằng Chuyện này không được quyền lập lại và cứ như vậy, cứ như vậy Các vị lắng dần, lấn dần Thì đây cũng là một cách ta bước theo vết của Như Lai Từng phẩm đức một Dần dần thành tựu, dần dần trọn vẹn Nhân nhân chói sáng nghe Đây là Ba nét là một phật tử thuần kính tam bảo Dĩ nhiên Họ đã loại trừ tất cả những cái sự lợi dụng tam bảo Để ăn nên làm ra Chúng ta vượt lên trên Cái hàng phật tử Đến với công trình xuất gia Thì ta đã ở một tầng cao khác Ta chỉ có làm ba việc thôi Một Đó là Ngang nơi đời sống bình thường này Nhân cách ta đã trở thành người cao quý Đáng bậc thầy trí tuệ ta được vun bồi từng ngày năng lực học hiểu và quá càng ngày càng giàu càng càng đầy bản nguyện chúng ta đối con đường tu thưa các vị chưa giờ vơi cho tới già thì cứ già nhưng mà bản nguyện không được vơi và cuối cùng thưa đại chúng rằng là mỗi một ngày đều thành tựu phẩm đức của một người tu đây là ba nét là người xuất gia chân chính phải như vậy phải như vậy Thế rồi điều thứ ba Gọi ra nơi đây Để cao vị bước theo vết chân của Phật nha Điều thứ ba Đi về đâu Ta có toàn quyền quyết định Chuyện này tự nhiên á Bạn muốn đi đâu <laughs> Đặt bước chân hiểu hướng đâu thì cứ từng bước từng bước đi về hướng đông muốn đi về hướng tây mặt mình hướng này phía mặt trời thì cứ mỗi bước thì mình đi về phía mặt trời cũng như vậy hai con đường mà trần gian này không thể tránh né được con đường thứ nhất là con đường của vật lý con đường thứ hai đường của tâm lý nha đường vật lý là chị đường này con đường của thời gian của không gian nhất định con đường này nó đặt ngay nền tảng sinh thân của anh ngay sinh thân vật lý này vừa bước một bước và già đi một chút tiêu tốn một chút tuổi thọ tức là quỹ thời gian để dành một trăm năm cứ mỗi một, một ngày qua một năm qua thì anh tiêu một năm mất biến và hư vô một năm mất biến và hư vô thì một năm anh cũng già đi để đẩy dần Đẩy dần anh vào cái chết Cho nên đây là con đường không có Quay lưng lại được Cứ đi tới thôi Đến tới cuối cùng Mất vào hối vô thôi Biến mất hình hài và vô thường Đây là con đường tất định Nhưng con đường tâm lý này Thì lại là con đường vô định Mình gọi ra để chắc các vị nhận diện ha. Nó hàm nghĩa rằng con đường này cái quy trình của nó là chấm dứt tuổi thọ quy trình của nó là đi đi đến già và nó cũng có cái vô định ở đây là cái tuổi già và cái chết người ta không có định hình được rằng mình chết có bình yên không tuổi già mình có an lạc không và mình chết ở vào cái tuổi nào thì cái điều này nó cũng là một phần vô định nhưng mà chắc chắn rằng con đường này dẫn anh đến cái chết không tiến triển gì thêm được không đổi thay được cho nên ta gọi là tất định có đường này đổi thay được nghe thưa đại chúng rằng là ngay một đời sống bình thường tâm lý này nó đã vô định rồi ví dụ mình sinh ra trong cái điều kiện vô cùng khó khăn không thể phát triển được tri thức không thể phát triển được đời sống vật chất để vinh sang thế nhưng mà một may mắn tình cờ nào đó không biết đi bán cà rem thôi nhưng này xảy ra trong quá khứ này và đi ngang những cái bãi biển những bến sông người ta chuẩn bị vượt biên và thấy người ta lao sao cho nên cái chú bán cà rang chú 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 dòm tức là theo dõi coi cái nhóm này nó làm gì nó chạy lao sao người ta sợ là cái anh chàng bán cà này có chừng là nó không đi với mình thì có chừng nó báo công an lượm cổ mình cho nên lôi cổ xuống tàu đi luôn vượt biên luôn <laughs> thưa các vị kết rủi nhưng mà lại là cái mai đâu có muốn xa rời bà mẹ ở quê, đâu có muốn xa rời ao bèo và dũng nước. Bán cà rang kiếm sống qua ngày gần gũi mẹ thôi, thế nhưng mà bị lương cổ đi vượt biên, thế rồi làm chi vậy? Qua Mỹ thì cũng phải sống theo người ta, bắt đầu học hành, bắt đầu cũng có chút thông minh cho nên dần dần, bò dần, bò dần. Sau đó 15-20 năm, tự nhiên trở thành một nhà thông thái. Thế thì thưa các vị, ngay đời sống bình thường, tâm lý nó phát triển về cái lĩnh vực học thuật thôi, nó vô định này nha. Vô định học thuật. Thứ hai, công danh. Thứ ba, địa vị. Ba điều này nói chung là chưa ai lường được đứa bé nằm trong nôi khóc quê quê từ bé đó. Lớn lên là nó làm cái ông gì mà nó biết đâu nghe Chưa ai lường được một người xuất gia còn để chóp cho chùa người ta dùng cái từ là mấy ông đạo đá dế nó cái bị nghe cái từ đó nha ở nhà quê nó tối ngày nó ra nó là cỏ là rác nó kiếm dế nó đá lộn thôi thế nhưng mà không ngờ rằng hai mươi năm sau tự nhiên trở thành một người quy phong lừng lẫy không lường được thế cho nên thưa các vị cái con đường tâm lý này con đường vô định theo với chu kỳ phát triển nhiều nhân nhiều duyên hợp lại thành có khi nó nổi trôi bồng bềnh rồi nó rớt vào bến nước nào ta không biết đây là trường hợp thứ nhất mình nói nó vô định do nhiều yếu tố tạo thành có thể là duyên mang có thể phước lành trong quá khứ vân vân đây là con đường nhân thế người ta đã đặt nó thành một loại là con đường tâm lý là con đường vô định nó phát triển có khi nhiều cái cực kỳ lạ rất may mắn người ta không lường được Thế là con đường cũng vô định Thế nhưng mà con đường của người tu chúng ta nghe Vô định thứ nhất Mình vừa nói nó là vô định của Trần Thế Nó có rủi mai nhất định Thế nhưng mà người tu Điều thứ nhất Nó cũng có những cái rủi mai nhất định <laughs> Thế, thế nào là rủi mai nhất định Ví dụ như các vị xuất gia ở một cái chùa rất quê và không có sự may mắn đến như các vị để các vị đọc một trang kinh học một vài pháp tiếp xúc vị thầy và quanh năm suốt tháng chưa hề gặp một thầy một sư cô nào từ ở thành phố về để ta nhìn cái nét tu của họ thanh lịch dễ thương và vô cùng đẹp đẽ của nhân cách người tu hoàn thiện mình chưa có dịp nhìn cho nên mình sống cả đời thu thủ nhà quê không có cái điều kiện kích phát tâm bồ đề để mình học mình tu gì cả thôi đành chịu đây là trường hợp rủi trường hợp may hơn cũng ở nhà quê thế nhưng một hôm tình cờ gặp một thầy một sư cô từ sài gòn về họ giảng pháp họ ngồi họ chơi với các em họ nói năng với bố mẹ họ cư xử với mọi người xung quanh sao mà nó đẹp như vậy cái nhân cách họ nó cao quý như vậy Ngôn ngữ họ Nói năng mình nghe sao Nó vô cùng êm ái không giống như mình Thế là tự nhiên tâm thức của một cái người tu Quê mùa kia Tự nhiên nảy sinh một cái niềm ước mơ Mong muốn được đi học Mong muốn thay đổi để sống tu Không thể cứ lòng đạo đá giấy hoài Thế là thưa các vị may mắn là Lén lén thầy lên trên thành phố Hoặc là tới một môi trường học hành Tự nhiên nó đổi đời Đây là xuất gia nó cũng vô định về con đường học của ta, phát triển của ta nghe. Đây là vô định thứ nhất làm nền tảng. Vô định thứ hai. Cái thứ nhất là mình may mắn học Phật. Vô định thứ hai. Học tới nơi tới chốn rồi. Thế nhưng mà dường như mình không có thể thoát được cái vòng kiêm tỏ của chuyện học hành nó búa vây mình. Dường như lây quay cái chuyện là học nè, có học hàm học vị nè làm chút việc cho giáo hội nè rồi trong chờ có được chức vụ cao hơn để đội mũ mang hia để làm một vị thầy lớn trưởng tràng để người ta kính lễ và để có được cái chùa cho to để có năm ba trăm phật tử cung kính dây quanh thì thưa các vị từ cái vô định nó đưa đến sự may mắn học hành thành đạt một nhân cách người tu cao quý nhưng mà nó lại có cái rủi ro nhất định là mình dường như quay tròn trong cái chuyện không khác gì nhân thế sống lây quay ngần đó việc và chết với cái danh hảo bao quanh mình nhiều lắm là mình chết rồi người ta gắn trên cái hòm mình có một cái quy chương gì đó là cùng thôi rồi cuối cùng hình hài tứ đại chìm vào các buổi phù du và cái bản nguyên người tu vẫn chưa thành tựu đi vào cảnh giới hưởng thụ nhiều lắm là tái sinh lại hưởng thụ sự giàu sang chứ không thể đoạn đứt được phiền não khổ ưu chứng nghiệm được tội giác thành tựu thánh trí nghe cho nên nhìn bằng cái nhìn của người học phật chính chắn á, thì cái sự may mắn đó đưa đến cái rủi ro thế thì cũng sự may mắn từ nền tảng học phật này đưa đến cái may mắn thứ hai đó là chi đến lúc nào đó tự nhiên mình nhìn ra tất cả những chuyện lao sao của mình đang sử dụng đây dường như nó chỉ đi quanh quanh như con kiến bò thì miệng chán lên bỏ hoài thôi thế là mình một hôm tình cờ nghe được lời dạy thế tôn từ nền tảng kinh văn đi khai mình thấm ngộ được câu là ngũ quẩn nào cũng vô ngã sự nghiệp nào cũng bọt bóng phù du ba cõi đều mộng mị huống nữa là cái cõi thần gian này và do vậy cho nên mình giác ngộ mình buông xuống ngoài thứ, tập trung tâm thức mình vào một việc đó là tu tập để chứng nghiệm được thánh trí thành tựu tự giác ngay hiện tiền và từ quả vị tu đồ hoàng bước dần bước dần vô đây là một loại tâm lý vô định cực kỳ may mắn đưa đến thành tựu thánh trí chứng nghiệm đến bạn đây là cái sự rung rủi tình cờ hơn thế nhưng cái vấn đề không phải là sự tình cờ mình đợi thưa các vị mình có quyền tạo cho mình một cái định hướng tâm lý bằng năng lực phát nguyện bằng năng lực định hướng cho mình rằng mình phải đi về cái hướng này đây là cái chủ đề mình gọi ra để cho các vị biết rằng mình có toàn quyền quyết định về đời sống của mình đi về đâu nha. ví như mình chưa học chánh pháp chưa đọc từng kinh văn của thế tôn chưa nghiền ngẫm từng đêm từng đêm soi đèn để đọc kinh thì thôi tha tha cho đó tâm lý mình nó cứ bập bề nó vô định nó đi vào con đường học phật rồi đi vào con đường là có được chút ít uy tín lợi danh để người ta kính trọng rồi có được chút an ổn để sống tuổi già không có cô đơn không có cô quạnh có năm móng uh, phật tử dây quanh rồi là làm được chút việc có danh với đời chấp nhận ngang đó thì thôi đành Thế nhưng nếu mình đã từng có duyên lành sâu hơn Thấm ngộ một vài lời kinh của Thế Tôn Cảm thấy trần thế này không có thứ gì quý Ngoài cái việc là thành đạt được tự giác chứng nghiệm thánh trí Để có thể đoạn đứt được con đường sinh tử Thì các vị mở cho mình hướng đi Hướng đi này Ta có toàn quyền quyết định về vận mệnh của ta Đây là điều thứ ba mình gợi ý Để các vị có thể nhận diện nha thêm vấn đề nữa điều thứ tư sau khi mình đã liệt kê qua những vấn đề gợi ý cho đại chúng rồi mình đúc kết lại cái phần này để chúng ta đóng bài học này lại nghe mình nhìn về mình những nhân viên mình đang có điều kiện mình đang sở hữu hoàn cảnh mình đang sống thì mình có thể xác định rằng ta có thể làm được nghe ta có thể làm được bằng là không thì mình cứ dẫn nhau lý luận cho vui mà không có thể dắt dạo đi vô con đường thực tập các vị nhớ rằng là trong kinh ương vật ma la cái này ở trong trung a Hà Hào họ có có một bài thi kệ rất là hay thế này điều thứ nhất mình liệt ra đây để các vị thấy là làm được đầu tiên yếu tố đầu tiên là đã đủ duyên thế nào là đủ duyên các vị đều là những người xuất gia trẻ đều là những người có bản hoài tu tập đều là những người tự thân rất hoàn thiện không có bị khiếm khuyết điều gì cả cho nên đủ duyên vô cùng lớn lao nghe điều thứ hai nên nhớ rằng là ta không có tạo ác nghiệp lớn như u ma la tức là chàng vô não nghe thế nhưng mà chàng vô não thì các vị chỉ cần nghe một câu đức phật dạy ta đã dừng lại lâu rồi chỉ có ông chưa chịu dừng ngang đó thôi là ông đã có thể quăng khiên quăng giáo quăng cái chuỗi tràn hạt bằng ngón tay xuống rồi phủ phục đảnh lễ như lai học pháp như lai và trong một thời gian rất ngắn chứng quả a la hán chứ có phải sai vời gì đâu nghiệp ác như vậy tâm thức của ông tràn đầy phấn nộ như vậy thế nhưng mà gặp được đạo phủ phục lại phật và thời gian tu không có là bao nhiêu cả trở thành một vị tỳ kheo tăng thưa các vị rằng là đủ nhẫn lực để chịu đựng cái sự dội ngược quả báo sát sanh về mà không hề than phiền và đủ phước điền chú nguyện cho một người khó sinh Liên sanh được đứa, đứa con thì các vị hình dung rằng là mình hơn chàng vô não gấp mấy lần không có nghiệp sát sanh cả ngàn người <laughs> không đến nỗi rượu đứa phật để giết <laughs> càng duyên lành lớn là xuất gia từ bé nghe và trong cái đoạn kết của cái kinh ưu hoạt ma la có một câu kệ thế này rất là hay đó là nhược tân học tỳ kheo mình chép chữ việt cho các vị chép theo như vậy nhược tân học tỳ kheo. đây là đoạn kết của kinh ương vật ma la ở trong trung bộ nghe dường như cái văn bản này nó nằm ngoài kinh trung bộ nữa nó có cái tên là kinh ương vật ma la thì phải nhược tân học tỳ kheo cần tu ư Phật giáo kỳ minh chiếu thế gian như Nguyệt Thạnh mãn thời. Nếu Tân Hậu tỳ Kheo xuyên tu Pháp Phật dạy chiếu sáng cõi nhân gian như trăng tròn vành vạnh. Từ điều này, chúng ta có cái nhìn rằng là điều thứ nhất, ta đã đủ duyên nha. Xuất gia đã khó, thế nhưng các vị đã xuất gia mang mùa hình hài đã ngàn vạn kiếp làm con sâu cái kiến đi ngang qua vạn kiếp tử sinh kiếp này có được hình hài hoàn thiện các vị đã có có được trí tuệ đủ để học Phật pháp các vị đã có có được đủ nhân duyên lành để được thầy sáng bản lành tiếp nhận làm người xuất gia tam đàn cụ túc đã hoàn thiện tuổi còn trẻ trung khí lực còn mạnh đã không có tật bệnh chi Thế thì bao nhiêu duyên? Đủ những nhân duyên cần thiết rồi nghe. Thế cho nên thưa các vị nhìn những duyên hội tu đi tu người ta đủ duyên rồi. Cho nên ta có chịu bước theo chân của Như Lai không mà thôi nghe. Và nhìn những nhân duyên này thì thưa các vị cái phần đủ đầy và làm nền là tảng căn bản để mình đi trên con đường tu tập thành tựu được thánh trí nó không phải là chuyện khó khăn lắm. Đây là điều thứ nhất, đã đủ viên. Điều thứ hai Có một bài thơ khá hay mà không biết Mình có đọc cho quý vị chép chưa? Thơ của ba Sô. Dường như mình có kể cho các vị nghe đó Nó cũng tương ưng với một bài kinh Bây giờ để dừng đây chút nói chuyện bên ngoài Cho các vị nghe cho vui kết hợp lại đây là một cái nguồn tài liệu nó có cái chất thi ca mà nó cũng có cái chất của kinh văn phối hợp lại rất hay nha đó là một bà la Môn hỏi thế tôn làm thiện thế nào thế tôn nó làm thiện như trăng ông bà la mô nó rất hoan hỷ, đánh lễ phật đi về ông thứ hai bà thế tôn làm ác thế nào thế tôn nó làm ác như trăng ông cũng đầy hỷ lạc đánh lễ thế tôn như vậy và ngài sẽ lỡ phát ngài kính ngạc tại vì ngài là đại trí tuệ mà nghe hai câu đó ngài còn bối rối huống nữa là các vị bà la môn kia làm sao hiểu được mà tại sao nghe thế tôn nó làm thiện như trăng làm ác như trăng ông nào cũng thích chí là đi về ngài thắc mắc Bạch thế tôn người đầu tiên hỏi ngài làm thiện thế nào ngài nói làm thiện như trăng người thứ hai hỏi làm ác thế nào ngài cũng nói làm ác như chăng mà người ta đều quan hệ hết là sao thế nói ông thì không hiểu nhưng mà người ta không biết tại vì trong ý niệm của từng người đến với thế tôn hỏi pháp thì ngài nhìn vào căn cơ của người hỏi ngài trả lời nghe cho nên cũng một câu trả lời thế nhưng mà người ta hiểu khác nhau cái ông đầu tiên á người làm thiện thế nào ông nghĩ rằng có những người đang làm lành thế nhưng Dường như đời sống họ vẫn khó nghèo Dường như là đời sống họ không có đổi thay Nạn tai hoạn họa vẫn tới Cho nên ông không có niềm tin lắm Thế tôi nói làm thiện như trăng Hàm nghĩa rằng là trăng của người kia Nó mới lưỡi liềm thôi Phải đợi qua tháng dài năm rộng Nó mới tròn vành vảnh đến bầu trời được Thế rồi ông thứ hai Ông tới Bạch Thế Tôn người làm ác thế nào Tại vì làm ác thì phải có bộ báo ác Đằng này cái ông kia cũng làm ác Thế nhưng mà ông cứ giàu Ông ăn sung mặt sướng Ông ở trong biệt điện đàng hoàng Biệt phủ Cho nên rất thắc mắc Thế Tôn đã làm ác như trăng Hàm nghĩa rằng Phước lành quá khứ ông tạo đủ đầy Cho nên cái này ông đang thụ hưởng Tuy nhiên Cái ác nghiệp nó sẽ làm mòn dần mòn dần mòn dần Như trăng tròn rồi sẽ khuyết Do vậy người ta hiểu điều Thế Tôn nói Một cách tỏ tường Ngài sẽ là phát bây giờ mới vô cùng là kính phục Thế Tôn không ngờ một câu dạy của Thế Tôn nhưng mà chúng sinh tùy vào tâm niệm đó đều thọ nhận được lời pháp Thế Tôn dạy để ứng dụng trong tu tập nghe rồi chuyện thứ hai xảy ra cũng dính với tăng trăng nữa nhân cái chuyện trăng hoành vạnh này mình nói cho vui thôi thi sĩ ba sô từ miền nam của những đảo quốc nhật bản lội ngược về miền bắc ngắm qua anh đào các vị biết rằng là trời mà ấm ấy, thì từ miền Nam ấm dần lên miền Bắc nha. Cho nên qua đào phương Nam ở nở trước rồi dần 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 lên. Nhật Bản tới 3.000 hòn đảo chứ không phải vài chục hòn đảo như ta nghĩ đâu. Thế rồi một hôm trên đường lữ thứ trời rất là lạnh cho nên đâu thấy người ta nhóm lửa bên đường ông ghé lại hỏi mấy bác đang làm gì và thiền sư nhật bản thì đôi khi lang thang rất thước áo tơi tóc dài lỗm chởm và đội cái nón cho nên người ta không biết là ông sư hay là người ăn bài người ta không biết đâu và mấy ông lão nông người ta nói ô oh, chúng tôi hôm nay trăng trung thu đẹp quá cho nên chúng tôi tập trung nhau làm thơ để ăn bánh thưởng trăng ồ oh, mấy bác có thể cho tôi ngồi sửa ấm chút không nó nếu ông có thể làm một bài thơ thì chúng tôi chẳng những mời sửa ấm bên đóng lửa mà còn mời ăn bánh trung thu mời uống trà nó vâng nhưng mà chủ đề của mấy bác là chi chủ đề phần trăng thế rồi nhà thơ hài cú ba sô nổi tiếng là tổ của thơ hài cú nhật bản nghe ông có động câu vần trăng non dài mấy lão nông nhà ta Cười liền dài như non dài gì non trăng tròn vành vảnh trên bầu trời non dài cái chi sai rồi làm lại và Ba Sô cười cười không nói chia đầu tiếp Theo ta từ dạo ấy Ai có ngờ đến nay Đây là bài thơ hay nhé Vần trăng non dại Theo ta từ dạo ấy Ai có ngờ đến nay Cả một nhóm mèo lão nông Quảng hồn Ôi trời Người ở đâu mà có thể làm được bài thơ kỳ vĩ như thế này Hay như thế này Và các hiện hình dung rằng là Chỉ có gần này chữ Mười mấy chữ với mấy Mười hai mười bốn chữ thôi Thế nhưng gói được cái chi Gói được cả một tiến trình tu Nói theo ngôn ngữ chúng ta Gói được cả một tiến trình Của dần trăng Với con người lữ thứ kia từ ngày bắt đầu còn lưỡi liềm trên không trung mong manh theo bước chân của một chàng thi sĩ lữ thứ từ Việt Nam phiêu bồng cho tới miền Bắc. Rồi bất chợt hơn nó đầy nào không hay nghe. Cho nên vần trăng non dài theo ta từ dạo ấy ai có ngờ đến nay tròn hoành ảnh Đây là thơ ba tiêu đây. Từ điều này, Tư điều này nó liên hệ đến cái phần răng của ngài vô não là chúng ta phải quy chiếu lại cái chuyện chúng ta đang nói thưa các vị ta có thể làm được trăng của ta bây giờ ta không biết nó tròn hay nó khuyết nhưng mà mình cứ coi nó là còn non giải nghe từng bước từng bước chân nếu con trăng này đã theo với nhà thơ phiêu bằng từ miền nam của nhật bản cho tới miền bắc nhật bản tới một hôm nó tròn vành vạnh trên không gian thì vầng trăng của tâm ta trí tuệ của ta nó cũng như vậy mới bắt đầu tu thì nó còn non dạ nó chỉ là lưỡi liềm rất bé nhỏ thôi nhưng mà theo với tháng năm theo với cái cái bản hoài của người tu chúng ta thì sẽ tới một lúc tròn hoành vạnh nha cho nên ta có thể làm được điều thứ nhất là ta đã đủ duyên điều thứ hai trăng của ta có thể bây giờ nó bắt đầu đầy hơn một chút so với những ngày mới tu đây là thứ hai cho nên các vị nên lưu ý rằng cái điều kiện đủ đầy đầu tiên đó là tuổi còn trẻ thứ hai nhiệt quyết còn đáng dân điều thứ ba đã có đủ nhân duyên lành học Phật Pháp điều thứ tư đã có được cái điều kiện đó là có thầy sáng, có bạn lành, có người đồng phạm hạnh bên cạnh để giúp đỡ, để nuôi dưỡng ta cho nên các vị về cái duyên để các vị bước theo Phật thì đã đủ duyên rồi đây cho nên ta có thể làm được bước thứ nhất bước kế tiếp giờ xóa nghe và tôi nghĩ câu thơ này các vị học thuộc rất dễ có ba câu thôi bạn vầng trăng non dại. theo ta từ dạo ấy ai có ngờ đêm nay có khi là trong các vị đã có người trăng tròn vành bảnh rồi không biết đâu nghe <laughs> làm bộ nói ờ, uh, mênh mông thiên địa nhưng mà có người đã giỏi hơn mình mình đâu biết phải kệ nó và bước kế tiếp thưa các vị cái điều vô cùng cần đối với chúng ta để chúng ta có thể từ cái nhân dân lành mình đã có mình bước đi để đi theo con đường Đức Phật đó là đủ đủ tâm bây giờ nó hay dùng cái từ như này nè đủ tâm và đủ tầm đây là một vấn đề nó khá là quan trọng đối với đời sống của người tu chúng ta nghe có những vấn đề nó rườm rà và có những giao tế nó cũng rườm rà nó vô ích chẳng qua đó là chi chẳng qua đó là sưởi ấm nỗi cô đơn của nhau chẳng qua đó là mặc áo thụng lễ nhau cho nó ra vẽ dường như là chúng ta đều quanh quanh trong cái chuyện có khi là hình thức có khi khoan mẽ, có khi là vận dụng nó để lắp trống cái nỗi trống trải tâm thức ra do vậy cho nên đủ tâm đủ tầm nó hàm nghĩa rằng khi tâm các vị đó đầy pháp nhiệt tình tu các vị dân cao Tầm nghĩa là cái năng lực tri thức của các vị Cái khả năng vô quý Các vị không biết sợ chi đó Thì các vị cộng hai điều này lại Mới có khả năng khước từ được Những cái nhân duyên rườm rà vô ích Ràng buộc mình Điều này nói không hết đâu nghe Nó nhiều lắm Nhân duyên giao tế của mình Và những người không cần thiết Thưa các vị cắt bớt đi Ví dụ Này những đám đình người ta mời Lễ thượng thọ, lễ chúc thọ Vân vân và thậm chí một số người tu rảnh việc quá không biết làm gì cho nên cái chuyện lễ lượt thôi nôi đầy tháng hoặc là sinh nhật của thiên hạ vân vân từ các vị dường như mình tốn công tốn sức vác sáng đi vô cùng mệt mỏi và những điều rườm rà để nó vừa mất thì giờ mà nó vừa mất công sức tu nghe mình đi vào công mô tu tập mà không liên tục từ các vị không cách gì các vị có thể thành đạt được sự nghiệp trí tuệ cứ nữa là tu vào ban và ngày kiếm chuyện đi chơi một chút rồi lại tu vào ban ngày thế thì một đời không có ra làm sao cả cho nên nên nhớ cắt bớt những nhân duyên rườm rà không cần thiết nếu không đủ tâm không đủ tầm tức là tâm mình không đạt đến cái tầm cao sự nhận thức không có khả năng khước từ không có khả năng vô quý không có khả năng sống một cách hiên ngang kỳ vĩ không biết sợ ai thì đừng hồng có việc cắt được những loại nhân duyên rườm rà nó phí phạm nó vô ích nó mất thì giờ à, nó nhiều khê nó phiền phức buộc mình buộc người nghe có khi bảy tám mười tuổi nhưng mà không đủ tâm không đủ tầm để làm điều này điều thứ hai có khi mình có tâm có tầm nhưng mà mình nghĩ rằng đây là việc làm cần thiết để làm cho chánh pháp của như lai có mặt lâu bền thưa các vị có khi không phải vậy đâu chánh pháp như lai còn có mạng giữa đời và hương thịnh cùng không là do tăng giới có an trú và làm tịnh địa để tu tập hay không mà thôi ngay Chứ không phải là cái chuyện mình vác sáng tới là mua vui với quan chức triều đình mà có thể làm cho chánh pháp như Lai Hương Thịnh. Dường như ta chạy theo thiên hạ để kiếm một chút lợi chút danh thì có. Nhưng mà ta không có khả năng ngồi yên vị nơi già la là để làm cho đức hạnh tỏa sáng vạn người quy phục dường như cái chuyện này nó trở thành xưa quá rồi cho nên giờ ta không dùng tới nó đây là cái vấn đề ta có thể làm được nhưng mà lại không chịu làm nghe đó là mình nói đến cái hiện tượng cái sinh hoạt phật giáo mà nếu chúng ta đạt đến một cái chiều cao nào đó chúng ta không nhìn ra thì đôi khi mình làm hỏng luôn mình và thế hệ tương lai nghe thế hệ tương lai đó là các em sau này nó thấy dường như đây là chuyện bình thường nhưng mà không chuyện đó không phải, không phải, bình thường chuyện đó là cái chuyện giao tế xã hội đời thường thôi thưa các vị nhìn lại người xưa thấy là họ cư xử họ đủ thông tuệ đủ tâm và đủ tâm để khước từ những điều vô ích như vậy mình dẫn ra câu chuyện thiền sử ngài hoàng long vệ nam chú trì về được thỉnh về chủ trì cái cái tu viện hoàng long ngài tên Việt nam sơn môn đó tên hoàng long và nói ấy là một dạ lam truyền đời nhiều thế hệ rồi do vậy cho nên đồ cổ rất nhiều của quý không Quang thì rất mê đồ cổ nào là ngọc thạch nào là chén sành nào là đồ kiểu vân vân từ 300 năm về trước đều có mặt cho nên Quang nói xin ngài vui lòng cho tôi mượn một ít về tôi trưng bày Ngài Hoàng Long Việt Nam người nó khóc Của này không phải của riêng tôi Mà của nhà Lam Tôi không có quyền cho mượn Tôi cũng không cho ông xin Tôi không bán luôn <laughs> Thưa các vị Các vị quan nào dường như cũng Điều thứ nhất là tham Điều thứ hai cũng gian ác Dường như là nó là chất phổ biến nghe Tham là một, gian ác là hai Và khi có nền tảng tham sân si trong tâm thức thì thưa các vị hoa không tự nang một cái việc độc án nào không làm cho nên gông cổ ngày hoàng năm nhốt trong ngục không có cái tội gì cả chỉ có tội là có đồ cổ trong chùa mà không chịu cống nạp cho quan trên không biết hối lộ là gì nói cái từ đó thì ai cũng hiểu rất dễ nghe và thưa đại chúng rằng là gông cổ thì cứ gông nhốt vô ngục thì cứ nhốt nhưng mà không cho là không cho không có hối lộ là không hối lộ. Làm gì nhau Cuối cùng phải thả thôi. Thế rồi ba tháng sau, dân chúng người ta kêu riêu quá. Ông sư có tội gì đâu mà ngốc ổng. <laughs> Đành phải thả. Và người phó viện đó mới dẫn đồ chúng đi 10 dặm đường dài đón hòa thượng. Trưởng lão mới về ra tù về từ xa thấy ngài hoàng long về nam ngài thênh thang ngài bước rất thông nhân về và dường như là ngài văn diệt thì phải ngài nhìn thấy ngài nước mắt chảy đầm đều phủ phục xuống đường lại nó ôi trưởng lão thân thể như thế này tức là ba tháng tù tóc tai bồm sờm râu ria mọc dài áo quần hôi hám trách bước <laughs> khóc ngài hoàng long ngài mắng câu cái gã tục tử ngươi làm gì vậy <laughs> thưa các vị trong thiền sử đọc vô cùng lý thú nghe và ngài văn Việt lật đật đứng dậy đàng hoàng cung kính nên lễ quẹt nước mắt dẫn đôi chúng ta về nói như vậy để các vị hình dung rằng nếu không đủ tâm đủ tầm của một người tu thì chắc chắn rằng phải bị cuốn vào cái dòng của phù thế cuốn vào cái dòng của giao tế cái dòng của đối đãi đời thường cái dòng của nhân sự gọi là phù quá nghe đây là điều ta có thể làm được nếu ta ý thức về điều này mình là vai trò của người xuất gia thưa các vị không vì lý do gì cầu cảnh với quyền thế những kẻ hào môn vân vân thưa các vị những điều này là những điều mà người tu ta nên tránh nếu muốn bảo vệ được đạo lực là một nuôi dưỡng đời sống tu mình cho được là hai thì tất cả những điều này chúng ta nên ý thức đây là vấn đề thứ hai ta trình bày cho nhau nghe. Điều thứ ba. Mình muốn đi theo với chân Phật. Thì có những việc đành đạt nó không phải là nằm ở trong luật tạng của Thiên Như Lai dạy. Nhưng mà chúng ta hãy nhận diện nghe, Tại vì xã hội chúng ta giờ nó rất là rộng. Đó là chi? Đó là thu thúc đời sống. nó hàm nghĩa rằng mình bớt sao động đi bớt chạy vại bớt ngược xuôi đi và chuyện này trong tầm tay ta có thể làm được nghe kỳ thực rằng nếu các vị đã có được pháp để nuôi tâm nếu các vị thấm nhận phật pháp và các vị cảm thấy lòng tràn đầy hy lạc với pháp hành trì rồi thì cái nhu cầu sao động bất an chạy vạn được xuôi gì chứ nó không cần thiết đâu nghe sẽ tới một lúc người ta đủ tĩnh lặng đủ bình ổn đủ tĩnh tại đủ khước từ những cái nhân duyên sao động ngược xuôi lôi kéo người ta đầu trên sống dưới và nếu các vị chưa nuôi mình bằng pháp đầy thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên người ta cảm thấy cái nhu cầu đi lại rất cần khi lòng người ta trống bao nhiêu thì người ta càng hướng ngoại nhiều bấy nhiêu nha do vậy với người có nhiệt tình có công phu tu và nỗ lực họ đã tạm đủ thôi chứ chưa phải đầy lắm đâu nghe thì họ có khả năng chọn những hoàn cảnh những nơi chỗ những chuyến đi những cái điều nào nó nuôi dưỡng được tâm bồ đề của họ nuôi dưỡng được sự tu tập của họ thì họ phí công từ ngoài những điều đó dường như họ không cần không màng về cái chuyện giao tế đời thường không màng cái chuyện lấy lòng lấy dạ của nhau đâu nghe đây là cái vấn đề rất thông minh của người có tâm và có tầm của những người có nội lực và có pháp hành trì. Điều thứ tư, người thật sự học theo giáo pháp như lai và đi theo đường đi của ngài thì họ sẽ có được có được bản lĩnh là một này. Có gì nữa? Có sự thanh thanh cao này. Thứ ba có được sự ngạo nghệ trong nhà thiền họ có dùng cái từ hay lắm nghe họ dùng cái từ là những vị thiền tăng thực sự họ đều có ngạo khí của một thiền tăng mình giải thích cái từ này để các vị có một cái ước mơ là đời sống tu ta ta phải có ít nhiều nghe ngạo khí thiền tăng là chị không sợ trời không sợ đất <laughs> không sợ bệnh hoạn không sợ tử sinh mà sợ công an <laughs> ngạo khí thiền tăng <laughs> nó đùa thôi nhưng mà thưa các vị ngạo khí thiền tăng nghĩa là người này trang bị cho mình đủ phẩm chất của công mô tu do vậy cho nên không quỳ lụy trước thế quyền là một không chạy theo vào có hào môn là hai không chạy theo danh lợi là ba không su phụ người giàu có hoặc người có quyền quy hoặc là những vị trưởng lão các nhà lam tự viện họ tới họ cúc cung ve vuốt để làm gì không ngạo khí thiền tăng là như vậy tại vì họ cảm thấy đời họ vừa đủ cảm thấy nghèo có gì đâu mà sợ cảm thấy mặc áo rách có gì đâu mà phải tự ái vân vân thưa các vị ngạo khí thiền tăng là do vì họ có phẩm chất tu là một thành đạt nơi trí tuệ tự nổi là hai À, luôn sống trong trạng thái tâm bất động là ba do vậy cho nên họ có ngạo khí nhất định như một thiền tăng chúng ta thì chưa đạt đến mức độ này chúng ta đạt ở mức độ vừa phải thôi điều thứ nhất có được bản lĩnh bản lĩnh là chứ tu là bản lĩnh rồi tại sao có gan bỏ mẹ bỏ cha bỏ người thân sống một đời sống cô độc trong chốn nhà lam từ bé đến giờ không bản lĩnh làm sao làm được ta phải chạy tìm một chút ấm cúng của đời sống bình thường đằng này tu là chấp nhận nỗi cô đơn các vị có bản lĩnh không như vẫn lĩnh thứ hai có sự thanh cao thanh cao không thanh cao không quá đi chứ ta được nuôi bằng giới luật của phật sống đời sống thanh đạm cao khiết không tùy thuận nhân tình không chạy vạ ngược xuôi để cầu cái lợi cái danh không vì tiền vì gạo gì cả tu chẳng ai mướn ta tu đâu ta tu là do gì phát tâm tu thế thì thanh cao là cái chắc rồi điều thứ ba thưa các vị người tu phật có được pháp hành trì rồi tự nhiên các vị không còn biết sợ phiền não không sợ người ta trọng giận tại vì trọng giận là chuyện của anh nói xấu tôi cũng là chuyện của anh nhưng mà giận hay không còn là chuyện của tôi và bực mình khó chịu hay không là chuyện của tôi thế cho nên họ ngạo nghệ trước cuộc đời ba đào sống dữ này không ngán thứ gì cả đây là điều có thể làm được nghe. Tại vì ta có chủ quyền nhất định không phải với đời sống này không cho nó già. Với thân này không cho nó bệnh. Mà có chủ quyền nhất định với những buồn vui hờn giận bất an đang sinh đang diệt trong ta. Thế thì các vị có quyền ngạo nghệ đối với mọi con người giữa nhân gian này. Không sợ. Tại sao? Có gì đâu mà sợ. <laughs> Và họ giận họ ghét họ đắng cay họ thù hận họ ganh tị họ đổ vào ta ngàn vạn thứ ô uế nhưng mà ta không có đón nhận một chút nào giống như đức phật dạy trong kinh bốn hai chương vậy mang quà cho tôi nhưng tôi không nhận thì quà đó với anh thế cho nên sự ngạo nghễ người tu không hàm nghĩa rằng mình ra đường mình có trên trời không thèm nhìn ai Hàm nghĩa là nơi tâm thức nội lực tu vững vàng cho nên không biết sợ gì gọi là ngạo nghệ đây là điều ta có thể làm được cuối cùng có cái kết ở đây để đóng bài học lại nhé thế chắc là sống cụ túc giới đức và tệ đức ba ý ở đây đồng cho các vị chắc ý thứ nhất Sống đầy đủ giới đức và tuổi đức làm thành căn bản cho người con Phật là việc tự nhiên của mỗi người xuất gia. Có hai từ nữa đây quan trọng nha. Giới đức, tuổi đức, cụ túc này là đủ đầy đó. Sống cụ túc, giới đức và tuổi đức làm thành căn bản cho người con Phật là việc dĩ nhiên của mỗi người xuất gia tức là việc tự nhiên đó câu thứ hai từng bước theo chân phật từ ban đầu của đời sống người tu thì sự thành tựu thánh tuệ đang đến với bạn câu thứ ba chưa làm được chi nhiều để đền năng phật tối thiểu cũng không là những người con bất hiếu xong chưa quý vị chép xong hết chưa Thầy có hai Mình giải thích vài điều thưa các vị Cái câu này mình trích từ trong chính kinh nghe Các vị biết rằng cái vị Phật tử kia trợn chân niệm Nam Mô Phật Thì cái vị Bà la Môn kia chê Nói sao lại xứng danh hiệu tôn kính mấy cái gã trọc đầu kia Thế là cái vị cư sĩ kia nói nếu ông biết được rằng Đức Như Lai là người có đầy đủ giới đức và tuệ đức. Ông biết được chắc ông không dám nói những câu nói ấy. Từ cái nền tảng trong kinh văn chúng ta trích ra đây một bài học thưa các vị là Đức Thế Tôn đã hằng sa kiếp tu Bồ Tát Hạnh Thí thân và cọp đói mở con đường Niết Bàn và con đường Thanh Thang Ngài thành tựu điều này để lại cho chúng ta một gia nghiệp tuyệt vời đó là gia nghiệp trí tuệ Điều thứ hai, gia nghiệp của Ngài lớn hơn trong vô hình đó là gia nghiệp có phước lành Ngài bao trùm đời sống xuất gia chúng ta nghe. Chúng ta bước vào con đường tu Phật. Chúng ta thừa hưởng ân điển của mười phương chư như lai. Và mình không làm cái vai trò của người con kế thừa sự nghiệp chánh pháp như lai thì đây là một điều vô cùng là tội nghiệp cho đời sống xuất gia chúng ta. Nếu, nếu không may mắn không phải là người tu thì chẳng nói làm chi Đằng này đã phát nguyện làm người xuất gia Là ném hẳn đời mình vào trong cửa không tu tập và với một bản hoài thành tựu được thánh tuệ chứ không phải là thành tựu sự nghiệp gì cả thế mà mình không sống tròn hai cái phần một là giới đức hai là tuệ đức thì thưa các vị rất là tội nghiệp cho một đời sống tu chúng ta Điều giải thích thêm nữa thưa các vị Giới đức này đã làm thành cái gì? Làm thành đạo hạnh Làm thành phong cách Làm thành cái sự biểu hiện Của người tu đoan trang tỉnh tại an hòa Tràn đầy năng lượng yêu thương Để hoàn hóa độ sinh ngay đời này Và vạn kiếp trong tương lai Làm thành phước lành cho nhân thiên luôn đó Tới đức làm thành chi Làm thành trí tuệ giải thoát Chứng nghiệm niết bàn Hai điều này là nền tảng vô cùng căn bản mà mỗi người tu chúng ta khi khóa pháp phục như lai rồi đều phải đầy đủ hai phần này từ ngay bây giờ và mỗi một ngày mỗi nuôi lớn mình bằng hai phần này nha câu thứ hai từng bước theo chân phật từ ban đầu của đời sống người tu thì cái sự thành tựu thánh tuệ tất nhiên nó xảy ra thôi thưa các vị mình bước vào chùa có được duyên lành học Phật pháp từng bước từng bước một đi vào công phu hành trì từ ban đầu tỳ ni cho tới các vị thọ giới các vị thấy rằng là đã bao trùm đời sống mình bằng cái năng lượng lành của mười phương tam bảo rồi cho nên ngay ban đầu bằng cái tâm trí thành tu học thưa các vị các vị lần lần gột rửa sạch cấu quế phiền não như vần trăng nó đầy từng ngày từng ngày và cái may mắn rất lớn là chúng ta đầy đủ dương lành còn trẻ tuổi xuất gia cho nên cái điều này nó phải xảy ra với tất cả người tu thôi nghe nếu ta không may mắn có khi mình đã hơn nửa đời người mới tu thì cái chuyện gột rửa tập khí thưa các vị nó đòi hỏi sự cần mẫn vô cùng là nhiệt tình thế nhưng mà những người trẻ thưa các vị tâm của họ nó còn trong veo luyện vô chùa rồi nếu gặp chánh pháp được kích phát tâm bồ đề được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục tốt thưa các vị chắc chắn rằng là họ đang trên con đường thành tựu thánh tuệ không phải khó khăn chi điều thứ ba chưa làm được chi nhiều để đền an tam bảo tối thiểu ta cũng làm được một người con phật vô cùng chi vô cùng có hiếu không bất hiếu là được rồi thế nào là bất hiếu mang phật đi bán <laughs> kiếm tiền để sống gọi là bất hiếu nghe mang danh pháp như Lai để đi bán và để làm đau thương kiếm kích giết hại lẫn nhau những người đồng môn đây là một loại bất hiếu vô cùng thậm tệ cho nên thưa các vị thôi chưa có hiếu nhiều lắm nhưng cũng đừng làm những người con bất hiếu tạm chấp nhận được đây là cái tầng thấp nhất